cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cùng 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và kết án các bị cáo trong vụ án với các tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, buôn lậu, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của các cơ quan tổ chức, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cũng tại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo hội đồng xét xử, bà Hạnh là người chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, chung vụ án, loạt bị cáo là cựu cán bộ thuế là Nguyễn Phương Nam, cựu công chức chi cục thuế quận 3, Đào Thị Nga, cựu công chức chi cục thuế quận 1 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu công chức chi cục thuế quận 5, cùng phạm vào tội nhận hối lộ. Trong đó bị cáo Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ 6,1 tỷ đồng, bị phạt 12 năm tù. Bị cáo Đào Thị Nga nhận 776 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, bị tuyên phạt 4 năm tù. 7 bị cáo nguyên là cán bộ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án từ năm 2016 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán, nâng giá lên nhiều lần để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng. Dũng và đồng phạm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty ma, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty Thủ Đức House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Khi nhận được tiền từ các công ty nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức cá nhân, rút toàn bộ chiếm đoạt gần 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Sau khi bản án với các bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các bên liên quan được công bố tại phiên tòa, hội đồng xét xử cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với cơ quan điều tra, Bộ Công an, Viện Kiểm sát về một số vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều tra trong giai đoạn 2. Trong số đó, hội đồng xét xử đề nghị Cục 03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý đúng quy định. Các kỳ báo cáo tài chính của SCB được công bố cho thấy đều do các công ty kiểm toán lớn kiểm toán báo cáo tài chính, trong đó từ năm 2012 đến nay, lần lượt Ernst & Young Việt Nam, Deloitte và KPMG đã thực hiện kiểm toán cho SCB. Chục năm đều do các công ty kiểm toán lớn thực hiện, nhưng không phát hiện sai phạm. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vấn đề được phát giác cũng bởi một trong số các công ty kiểm toán này. Cụ thể, khi vụ Vạn Thịnh Phát được điều tra, SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt. Ban kiểm soát đặc biệt yêu cầu SCB thuê tổ chức kiểm toán độc lập, ra soát, đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của ngân hàng. Bên được thuê lại là cái tên quen thuộc, kiểm toán KPMG. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, công ty kiểm toán KPMG chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát hành báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo rà soát đánh giá thực trạng tài chính hợp nhất, xác thực vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng SCB và các công ty con
vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Kết quả kiểm toán xác định, ngân hàng SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.547 tỷ đồng. Hàng chục năm, nhóm Big Four không phát hiện vấn đề, chỉ vài tháng sau khi sự việc vỡ lở, KPMG được thuê soát xét và đã ra vấn đề. KPMG và Deloitte là hai trong số những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, được xếp chung vào nhóm Big Four, công ty kiểm toán lớn nhất thế giới bao gồm cả Ernst & Young, EY và PwC. Đây cũng là hai trong số công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho SCB. KPMG đặt trụ sở chính tại Amstelveen, Hà Lan, cung cấp dịch vụ tại hơn 140 quốc gia. KPMG Việt Nam thành lập năm 1994. Deloitte được thành lập tại Anh, có trụ sở chính tại London. Mạng lưới Deloitte hoạt động khắp thế giới. Theo đó, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng PCAOB của Mỹ đã áp đặt các hình phạt dân sự đối với các chi nhánh của KPMG và Deloitte, hai trong số bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới Big Four. Trong thông báo, Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng của Mỹ cho biết đã áp đặt mức phạt 25 triệu đô la Mỹ đối với KPMG chi nhánh Hà Lan do hành vi gian lận nghiêm trọng trong các bài thi nghiệp vụ tại công ty trong giai đoạn 2017-2022. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử cơ quan quản lý kiểm toán Mỹ. Chủ tịch PCAOB Erica Williams cho biết, ủy ban này cũng đã cấm vĩnh viễn cựu giám đốc bộ phận bảo hiểm của KPMG Hà Lan, ông Max Hogeboom, làm việc cho bất kỳ công ty nào thực hiện kiểm toán các công ty đại chúng của Mỹ. Ngoài ra, PCAOB đã phạt 2 triệu đô la Mỹ đối với các chi nhánh của Deloitte ở Indonesia và Philippines vì vi phạm các quy tắc và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng của ủy ban này liên quan hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ nội bộ. Ủy ban cũng xử phạt Wilfredo Banstaya, một quan chức hàng đầu của Deloitte Philippines, về hành vi này. Hành vi gian lận trong các bài thi nghiệp vụ đã gây khó khăn cho công tác kiểm toán trong nhiều năm qua. Mới đây, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2021-2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm. Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 cũng làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định, ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Ông Đào Ngọc Dung cũng được xác định buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bà Phạm Thị Hải Truyền, khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Huỳnh Văn Tý, khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương,
quy chế làm việc, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Truyền và ông Huỳnh Văn Tý. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016, khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.